Mối tình ồn ào của Hồng Thanh và BB Vũ chỉ kéo dài vỏn vẹn một ngày sau khi nam diễn viên bất ngờ quay xe, xóa sạch mọi bằng chứng hẹn hò. Đằng sau hành động này là gì? Chuyện tình sét đánh đã nhanh chóng tả lụi. Động thái bất ngờ này khiến cho dân tình không khỏi xôn xao, đặt ra hàng loạt câu hỏi về mối quan hệ của cặp đôi. Mới đây, sau hơn một năm chia tay DJ Mie, diễn viên Hồng Thanh đã chính thức bật mí người yêu mới bằng một cách cực kỳ đơn giản mà lại không kém phần tinh tế. Một clip ngắn trên TikTok. Chỉ cần thế thôi, dân tình đã đứng ngồi không yên rồi. Hồng Thanh vừa tung hin tình yêu mới, dân mạng đã nhanh chóng soi như thám tử. Chưa kịp ngỡ ngàng trước tin vui Hồng Thanh công khai bạn gái mới nóng bỏng, dân tình đã nhanh chóng chuyển hướng sang chế độ thám tử mạng xã hội. Và kết quả thật bất ngờ, cô nàng xinh đẹp này bị tố phong bạt không trượt phát nào. Câu chuyện tình yêu tưởng chừng như bước ra từ ngôn tình, giờ đây lại trở nên drama hơn bao giờ hết. Sau nhiều ngày úp mở việc có tình yêu mới qua loạt động thái đầy thính trên mạng xã hội, đến tối ngày 19 tháng 11, Hồng Thanh đã chính thức khui người yêu mới. Đoạn clip tình bể bình vừa đăng tải đã khiến dân tình đứng ngồi không yên. Cứ tưởng anh chàng chỉ thả thính cho vui, ai ngờ lại thả trúng tim của một cô nàng xinh đẹp đến thế. Chắc hẳn các fan nữ của anh chàng này đang đau tim lắm rồi. Đoạn clip này thực sự là một quả bom khiến mạng xã hội bùng nổ trong những ngày qua. Nhanh chóng, cư dân mạng đã lục tìm in tư của người đẹp xuất hiện cùng Hồng Thanh, đó chính là hot girl BB Vũ. Nhanh như chớp, cư dân mạng đã lật tung mọi ngóc ngách trên mạng xã hội để tìm hiểu về cô nàng. Thật đáng nể, cư dân mạng cũng giống như thám tử Conan thực thụ. Chỉ cần Hồng Thanh thả thính một cái là đã nhanh chóng lật tẩy mọi bí mật của cô bạn gái mới rồi. Hot girl BB Vũ quả thực không thể trốn khỏi mắt thần của cộng đồng mạng. Hot girl này không chỉ sở hữu nhan sắc lai Việt ấn đầy cuốn hút mà còn đến từ một gia đình có tiếng trong làng bóng đá Việt Nam. Với mẹ là nhà tài trợ, quảng bá cho V-League, cô nàng thừa hưởng vẻ đẹp sắc sảo, kiêu sa cùng một cuộc sống sang trọng đầy đủ. Zuleika BB Vũ với vẻ đẹp lai ấn đầy quyến rũ luôn biết cách làm mình nổi bật. Cô nàng thường xuyên xuất hiện với phong cách thời trang sành điệu, kết hợp hài hòa giữa nét hiện đại và truyền thống. Cùng với đó là gu thẩm mỹ tinh tế, BB Vũ nhanh chóng trở thành một fashion icon được giới trẻ yêu thích. Sở hữu gần 50.000 lượt theo dõi trên Instagram, BB Vũ đích thực là một hot girl đỉnh đám. Cô nàng thường xuyên chia sẻ những hình ảnh khoe nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng chuẩn mẫu cùng những chuyến du lịch sang chảnh đến nhiều quốc gia. Có thể nói trang cá nhân của BB Vũ như một cuốn nhật ký thời trang, du lịch đầy màu sắc. Thế nhưng, niềm vui chưa được bao lâu thì dân tình đã phát hiện ra một sự thật đáng lòng. BB Vũ, cô nàng bạn gái mới của Hồng Thanh, có vẻ như khá thích mượn tạm những bức ảnh của các hot girl khác để làm của riêng. Cộng đồng mạng đã nhanh chóng soi ra chi tiết này và không ngần ngại bóc phốt cô nàng. Cứ ngỡ BB Vũ là một nàng thơ đích thực, ai ngờ lại là một nghệ sĩ Photoshop tài năng. Dân mạng đã nhanh chóng phát hiện ra cô nàng có sở thích độ lại những bức ảnh của các hot girl khác. Có thể nói kỹ năng mượn hình của BB Vũ không hề thua kém bất kỳ một editor chuyên nghiệp nào. Điển hình như bức ảnh cô nàng diện đầm ghi ôm sát tạo dáng cực chất kia là hàng ngoại nhập. Thì ra, cô nàng này chỉ mượn ảnh của một cô hot girl Trung Quốc để làm của riêng. Chắc hẳn nhiều người sẽ bất ngờ khi biết sự thật này, cứ ngỡ là độc nhất vô nhị. Ai ngờ bức ảnh của cô nàng lại là một bản sao chép hoàn hảo từ một cô hot girl Trung Quốc. Giống như việc mượn bài tập về nhà của bạn vậy, thật là sáng tạo. Và đặc biệt phải kể đến bức ảnh diện bikini hồng tại Santorini. BB Vũ đã không ngần ngại mượn luôn cả khung cảnh lẫn dáng người của một cô nàng hot girl khác để hô biến thành ảnh của mình. Thật là tài tình, BB Vũ quả thực là một nghệ sĩ Photoshop tài năng. Cô nàng đã khéo léo ghép mặt của mình và bức ảnh của một cô gái khác tại Santorini khiến dân tình không khỏi bật cười. Có lẽ cô nàng đang muốn sống ảo đến tận cùng. Trời ơi, vỡ mộng luôn, chứ hồi đầu đọc profile bà này là tôi phải vào trang cá nhân follow liền vì thấy sao mà giỏi quá, đỉnh quá lại còn đẹp nữa. Ê, cái khúc váy da nâu kia tôi thấy ảo mà có mấy má bảo là do tôi hoa mắt. Có vẻ như anh Thanh hơi coi thường cộng đồng mạng Việt Nam rồi đấy. Cũng hơi quê tí thôi nhưng mà đẹp mà. Tính ra thì mình nói bạn này xinh như hoa hậu quốc tế vậy mà chưa đi thi Miss Grand nữa. Cho phép rút lại lời nói đó nha, bình luận netizen để lại. Càng tìm hiểu, dân tình càng phát hiện ra nhiều điều bất ngờ. Cô nàng BB Vũ chẳng khác nào bản sao của Louis Phạm. Cô nàng từng gây xôn xao vì nghi vấn sống ảo. Cả hai đều sở hữu tài khoản Instagram với hàng tá bức ảnh sống ảo chất lượng cao. Thế nhưng khi được soi kỹ thì mới phát hiện ra nhiều bức ảnh này lại là sản phẩm của lối sống phong bạt. Và sau một ngày ở ẩn, trưa ngày 21 tháng 11, BB Vũ đã chính thức lên tiếng về những ồn ào xoay quanh cuộc sống cá nhân. Việc cô nàng nhắc đến tên bạn trai Hồng Thanh vào bài đăng đã khiến dân mạng càng thêm xôn xao.
BV Vũ đã có một lời thú nhận khiến dân tình không khỏi bất ngờ. Cô nàng cho biết những bức ảnh sang chảnh trên mạng xã hội thực chất là sản phẩm của phần mềm chỉnh sửa. Lý do, BV Vũ chia sẻ rằng cô nàng khá lười chụp ảnh và cảm thấy việc thay mặt vào những bức ảnh sẵn có sẽ tiết kiệm thời gian hơn. Thậm chí những hình ảnh khoe đồ hiệu xa xỉ mà nhiều người đang xôn xao cũng đã có tuổi từ 4 đến 5 năm trước. BV Vũ đã gửi lời xin lỗi chân thành đến Hồng Thanh. Đây là lỗi của riêng mình và mình xin chịu trách nhiệm hoàn toàn vì không hề liên quan gì đến anh Thanh. Mình xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến những người xung quanh và anh Hồng Thanh. BV Vũ đã gửi lời xin lỗi chân thành đến tất cả những ai bị ảnh hưởng bởi hành động của cô. Cô nàng chia sẻ rằng bản thân vô cùng hối hận và rút ra bài học sâu sắc. BV Vũ cũng quyết tâm sẽ thay đổi và không muốn quay lại với những ồn ào trên mạng xã hội nữa. Cộng đồng mạng đang xôn xao bàn tán về lời xin lỗi của BV Vũ. Có người cho rằng cô nàng chỉ hối hận khi bị bắt quả tang, trong khi số khác lại bày tỏ sự thông cảm và mong muốn cô nàng sẽ rút ra bài học. Sự việc này khiến dân tình không khỏi đặt ra câu hỏi, chẳng lẽ những gì chúng ta biết về BV Vũ trước đây chỉ là một mặt nạ hoàn hảo? Từ gia thế, học vấn cho đến nhan sắc, tất cả đều bị đặt dấu hỏi lớn. Thậm chí có người còn nửa đùa nửa thật rằng không biết còn bao nhiêu phần trăm là hàng thật trong những bức ảnh của cô nàng này nữa. Và câu hỏi lớn nhất vào lúc này đó là Hồng Thanh đang ở ẩn để làm gì? Có phải anh chàng cũng đang sốc vì những thông tin mới này không? Sau khi màn kịch sang chảnh của bạn gái BV Vũ bị dân tình lật tẩy như phim trinh thám, anh chàng Hồng Thanh bỗng trở thành tâm điểm đáng chú ý. Câu hỏi lớn đặt ra là liệu anh chàng có đang ngơ ngác như một chú thỏ non trước cơn bão dư luận hay đã sớm chuẩn bị sẵn sàng cho kịch bản này? Với động thái biến mất không dấu vết, Hồng Thanh đã khiến dân tình không khỏi tò mò về kế hoạch tiếp theo của anh chàng. Có lẽ anh đang cố gắng tìm kiếm một chiếc hang thật sâu để trốn tránh đi làn sóng chỉ trích. Giữa tâm bão dư luận, Hồng Thanh vẫn giữ im lặng đến lạ thường. Nam diễn viên như một hòn đảo nhỏ giữa đại dương tin tức khiến dân tình càng thêm tò mò về mối quan hệ với bạn gái mới. Liệu anh chàng có đang cố tình làm lơ hay đang ấp ủ một điều gì đó lớn hơn? Hồng Thanh đang chơi trò mèo vờn chuột với dân mạng khi bạn gái mới đang là tâm điểm chú ý, anh chàng lại bốc hơi khỏi mạng xã hội, cứ như thể đang chơi trò trốn tìm vậy. Liệu có phải Hồng Thanh đang muốn thử xem sức chịu đựng của fan đến đâu hay không? Tuy nhiên, nam diễn viên hiện vẫn chưa lên tiếng hay có bất cứ động thái nào về ồn ào của bạn gái. Bài đăng gần nhất trên fanpage của anh là về sản phẩm âm nhạc mới. Kênh TikTok cũng không còn thấy video liên quan đến bạn gái mới. Trước đó, chuyện tình của diễn viên hài Hồng Đăng và DJ Mie từng là một trong những cặp đôi được yêu thích nhất của showbiz Việt. Cả hai không chỉ sở hữu ngoại hình đẹp đôi mà còn có những khoảnh khắc ngọt ngào, tình cảm khiến cho bao người ngưỡng mộ. Hồng Thanh và DJ Mie chính thức công khai mối quan hệ vào năm 2020. Cặp đôi thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện, chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào trên mạng xã hội. Những bức ảnh tình tứ, những đoạn video ngắn ghi lại những khoảnh khắc đáng yêu của cả hai nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Mối tình của họ được ví như một câu chuyện cổ tích hiện đại. Hồng Thanh với vẻ ngoài điển trai, hài hước luôn biết cách làm cho Mie cười. Còn với DJ Mie với vẻ ngoài xinh đẹp, năng động lại là hậu phương vững chắc cho bạn trai. Cả hai bổ sung cho nhau những gì còn thiếu, tạo nên một cặp đôi hoàn hảo trong mắt công chúng. Tuy nhiên, chuyện tình đẹp như mơ này lại không có một cái kết viên mãn. Sau hơn 3 năm bên nhau, Hồng Thanh và DJ Mie bất ngờ thông báo chia tay vào cuối năm 2023. Tin tức này khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ và tiếc nuối. Nhiều người đã bày tỏ sự nuối tiếc khi một cặp đôi đẹp như vậy lại đường ai nấy đi. Sau khi chia tay, cả Hồng Thanh và DJ Mie đều giữ mối quan hệ bạn bè tốt đẹp. Cả hai vẫn dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp và ủng hộ nhau trong công việc. Tuy nhiên, việc cả hai không còn sánh bước bên nhau đã khiến fan hâm mộ vẫn cảm thấy nuối tiếc. Sau một thời gian dài im lặng, đến thời gian gần đây, Hồng Thanh mới công khai bạn gái mới. Tuy nhiên, vừa mới công khai, Hồng Thanh đã vướng vào một tình huống dở khóc dở cười. Thay vì nhận được lời chúc mừng từ cộng đồng mạng, thì nhiều người cần anh lên tiếng về vụ người yêu mình phong bạt, mượn ảnh người khác để sống ảo. Có thể nói là Hồng Thanh đã lọt hố của một cô nàng sống ảo chuyên nghiệp. Câu chuyện này không chỉ khiến dân tình được một fan cười nghiêng ngả mà còn là một bài học đắt giá về việc không nên quá tin vào những gì mình thấy trên mạng xã hội. Giờ đây, Hồng Thanh chắc hẳn đang rất hối hận vì đã vội vàng công khai mối quan hệ này. Cô bạn gái mới của Hồng Thanh cứ tưởng là ngọc nữ của showbiz, ai ngờ lại là hàng chợ sơn son thiếp vàng. Câu chuyện này quả thực là một bài học đắt giá về việc không nên nhìn mặt mà bắt hình dong. Hiện tượng người nổi tiếng sống ảo ngày càng trở nên phổ biến trên mạng xã hội. Họ không ngại ngần tút tát hình ảnh của mình bằng những bức ảnh được chỉnh sửa kỹ lưỡng,
những cuộc sống xa hoa được dựng lên từ những chuyến đi du lịch sang chảnh và những món đồ hiệu đắt tiền. Tuy nhiên, đằng sau vẻ hào nhoáng ấy có không ít người đang sống một cuộc sống bình thường, thậm chí là khá giản dị. Việc sống ảo không chỉ gây ra những hiểu lầm không đáng có mà còn tạo ra một áp lực lớn đối với những người theo dõi. Họ phải luôn cố gắng để đạt được những tiêu chuẩn hoàn hảo mà các ngôi sao mạng xã hội đã đặt ra. Điều này có thể dẫn đến những hậu quả tiêu cực về tâm lý. Và cuối cùng, chúng ta cần nên tỉnh táo trước hình ảnh hào nhoáng trên mạng xã hội. Biết đâu, đó chỉ là sản phẩm của Photoshop mà thôi.